cùng với các cháu ôn tập lại toàn bộ phần chương số 1 ở chương hạt nhân nguyên tử ạ. Hầu hết các nguyên tử thì được cấu tạo từ các loại hạt nào? Hầu hết các nguyên tử thì được cấu tạo từ các loại hạt nào? Đây là cái từ hầu hết nhé. Thì nó đều được cấu tạo từ ba loại hạt cơ bản đúng không ạ? Hầu hết các nguyên tử thì được cấu tạo từ ba loại hạt cơ bản. Nó là gì ạ? Electron là lớp vỏ này, proton và neutron là hạt nhân, đúng chưa? Đấy, vậy là gì ạ? Electron, neutron và proton. Trong đó neutron và proton thì nó ở trong hạt nhân, còn electron thì ở ngoài lớp vỏ. Ok ạ. Rất là chính xác ạ. Nào. Câu số 2 ạ. Đồng vị ạ. Đồng vị là gì ạ? Cháu nào còn nhớ đồng vị là gì không ạ? Đồng vị. Đồng vị ở đây chúng ta phải nắm được định nghĩa nhé. Nguyên tố hóa học là tập hợp các cái nguyên tử mà có cùng đơn vị đế thành nhân, đúng không ạ? Còn đồng vị nhé, là tập hợp các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân nhưng khác nhau về neutron. Được chưa? Có nghĩa là gì ạ? Cùng Z nhưng mà khác N, và từ cùng Z khác N dẫn đến khác A. A là số khối. Được chưa? Vậy ạ, là gồm các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân và khác nhau về số khối. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C nhá. Đáp án đúng là đáp án hạt nào tạo ra tia âm cực. Cái từ âm này là khiến cho chúng ta nhớ đến là điện tích âm. Đúng chưa? Vậy thì trong các loại hạt là gồm có P, gồm có N và gồm có E thì thằng nào tích điện tích âm? Đấy, câu này rất là dễ thôi đúng không ạ? Trong hạt P, N, E thì thằng nào tích điện tích âm? Thế P thì là tích điện tích dương đúng không? N là không tích điện tích đúng không? E tích điện tích âm. Vậy cái loại hạt mà nó tạo ra tia âm cực ấy, cái loại hạt mà nó tạo ra tia âm cực thì chắc chắn nó là gì ạ? Nó là gì ạ? Electron thôi đúng không ạ? Loại hạt mà tạo nên tia âm cực thì chắc chắn nó là electron. Ok, và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok. Dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ dàng đúng không ạ? Nào, thế bây giờ chúng ta sang câu tiếp nhé. Chúng ta sang câu số 4 ạ. Chúng ta sang câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ. Số 4 đáp án gì ạ các cháu nào? Số 4 ạ. Các loại hạt mà cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử trừ hydro là. Các loại hạt mà cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử nhưng mà lại phải trừ thằng hydro đi ạ. Thế thì cấu tạo hạt nhân nguyên tử nhá. Thế thì lớp vỏ là gồm electron. Vậy hạt nhân thì gồm neutron và proton. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, proton và neutron nhá. Ok. Nào mình sang câu số 5 nào. Câu số 5 này sẽ có rất rất nhiều bạn có khả năng bị sai. Câu số 5 này có rất rất nhiều bạn có khả năng bị sai đấy ạ. Chọn câu phát biểu đúng khi nói về nguyên tử. Chọn câu nào phát biểu đúng khi nói về nguyên tử. Nào, nguyên tử thì luôn có số E lớn hơn bằng số N. Cái này sai. Số E phải bằng số P, chứ số E không liên quan đến số N. Nguyên tử thì mang điện tích dương hoặc điện tích âm. Cái này cũng sai hoàn toàn. Nguyên tử của chúng ta thì đa số là trung hòa về điện nhé. Nguyên tử là trung hòa về điện. Vậy sai tiếp ạ. Khối lượng thì hầu như tập trung ở vỏ nguyên tử. Sai ạ. Đây các em nhìn này. M của proton là 1,0073, M của neutron là 1,0086, M electron này 0,00055, cực kỳ nhỏ nên không thể nói là khối lượng hầu như tập trung ở vỏ nguyên tử được. Sai ạ. Khối lượng nguyên tử của hạt proton, hạt neutron tập trung hạt nhân và electron tập trung ở lớp vỏ. Cái này chính xác ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Câu số 6 ạ. Nguyên tử có ký hiệu là clo 1735. Thế thì với cái ký hiệu này thì chúng ta biết rằng là nó gồm có 17 hạt electron, 17 hạt nơ, 17 hạt proton và A thì bằng 35. Vậy suy ra số hạt neutron bằng 35 trừ 17 là 18 hạt neutron. Được chưa? Được chưa? 18 hạt neutron. Thế thì vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của clo 17 35 sẽ chính bằng 17 nhân với khối lượng của electron là 0,00055 cộng khối lượng của neutron này, khối lượng proton là 17 nhân 1,0073 cộng khối lượng của neutron là 18 nhân 1,0086. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được khối lượng của thằng clo theo U nhé. 17 nhân 0,00055 cộng 17 nhân 1,0073 cộng 18 nhân 1,0086 bằng 30. Chỗ này bấm lỗi rồi. 17 nhân 0,00
55055 cộng 17 nhân 1,0073 cộng 18 nhân 1,0086 bằng 35,37 ạ. 35,37665. Đấy. Vậy ở đây ạ, 35,37, nhưng mà để xem làm bao nhiêu gam ạ. Một u ạ, nhân với một u ạ. Một u thì bằng 1,66 nhân 10 mũ 29 ạ, đúng không ạ? Nhân với lại 10 mũ 29 kg. À, vậy ở đây ạ, chúng ta đáp án đúng là gì ạ? 35,29 u, nghe vẻ cái đấy hợp hơn, đúng không? Đáp án đúng là đáp án A cả nhà nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Ok ạ. Câu số 7 ạ. Câu số 7 ạ. Chọn phát biểu nào sai khi nói về nguyên tử ạ? Chọn phát biểu nào sai khi nói về nguyên tử ạ? Phát biểu nào sai khi nói về nguyên tử ạ? Phát biểu nào sai khi nói về nguyên tử nào cả nhà? Nguyên tử được tạo thành từ 3 loại hạt. Nguyên tử được tạo thành từ 3 loại hạt là proton, electron và neutron trừ hydro, cái này đúng. Vỏ nguyên tử thì mang điện tích âm. Vỏ nguyên tử thì mang điện tích âm. Còn hạt nhân thì mang điện tích dương. Vỏ nguyên tử mang điện tích âm đúng, bởi vì vỏ nguyên tử chỉ gồm electron nên nó mang điện tích âm, chính xác. Hạt nhân thì mang điện tích dương, chính xác, được chưa? Vậy AB đúng nhá. AB đúng như đây thì bài hỏi là sai cơ. AB đúng như ở đây thì bài hỏi chúng ta là sai cơ. Trong nguyên tử thì số E bằng số P nên nguyên tử trung hòa với điện, cái này C cũng đúng luôn. D, hạt nhân nguyên tử có hạt neutron mang điện tích dương và hạt proton thì không mang điện, sai ạ. Neutron phải mang điện tích, không mang điện, và proton thì mang điện tích dương mới đúng. Vậy sai ở đây là D các cháu nhá. Sai ở đây của chúng ta là D ạ. D bị sai ạ. Nhá. Ok ạ. Ok ạ, đáp án sai ở đây của chúng ta là đáp án D. Ok ạ. Nào sau đây về nguyên tố học là đúng? Định nghĩa nào sau đây về nguyên tố học là đúng? Nguyên tố học là tập hợp các nguyên tử. Nguyên tố học nhá, như chúng mình đã nói ở trước ạ, nguyên tố học là tập hợp các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân nhá, thì được gọi là nguyên tố học. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Câu số 9 ạ. Ký hiệu nguyên tử. Ký hiệu nguyên tử đây. Đây ạ. Ký hiệu nguyên tử thì nó biểu hiện đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của nguyên tố hóa học. Vì lý do là sau đây. Đây, ký hiệu nguyên tử cho ta biết này. Số hiệu nguyên tử là Z. Đúng chưa? Số khối là A. Chưa kể biết cả ký hiệu của nguyên tử nữa. Vậy ở đây chuẩn nhất là gì ạ? Ký hiệu nguyên tử thì cho ta biết số khối A và số hiệu nguyên tử. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Số khối A và số hiệu nguyên tử. Ok. Câu số 10 nhá. Câu số 10 ạ. Chọn câu phát biểu sai khi nói về các đồng vị. Thế thì đồng vị hóa học là tập hợp các nguyên tố hóa học có cùng Z nhưng khác N. Được chưa? Cùng một nguyên tố hóa học vì có cùng điện tích hạt nhân, chính xác ạ. Nó đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Ví dụ như là hydro 11 đúng không? Hydro 12, hydro 13 thì đều cùng một nguyên tố hóa học, đúng chưa? Bởi vì nó cùng có số đơn vị điện tích hạt nhân. Đây ví dụ đây, hydro 11, hydro 12, hydro 13. Anh này được gọi là gì ạ? Deuteri, anh này được gọi là triti. Có cùng số proton, số electron nhưng khác nhau về số neutron, cái động đúng ạ, chỗ này thiếu ạ, khác nhau về số neutron. Chính xác luôn. Có cùng số khối, số proton và số electron, cùng số proton và số electron thôi, do khác n nên là khác a nhá. Vậy sai là sai ở chỗ cùng số khối. Nhá, vậy câu 10 của chúng ta sai là sai ở chỗ có cùng số khối, vậy sai chúng ta là đáp án C bị sai. Ok chưa ạ? Dễ ợt. Đúng ạ, các cháu thấy có dễ không ạ? Quá dễ dàng. Câu số 11 ạ. Nguyên tử X có Z bằng 11 này, N bằng 12 này, E bằng 11, ký hiệu nguyên tử này. Z bằng 11, vậy ở bên dưới nó phải là Z đây. Ở bên dưới đây, Z đây nó phải là 11. Đây, đây là 12 vứt. Được chưa? Đây là 12 vứt. Được chưa? Ở bên trên nó phải ký hiệu là số khối là A. Vậy A ở đây nó bằng là P cộng N, hay là chính bằng là Z cộng N, và bằng 11 cộng 12 thì bằng 23. Vậy A ở đây phải là 23, vậy ở bên trên nó phải là 23. Vậy mình nhìn này, đáp án C này, X 11 23 này, D X 11 23, vậy đáp án đúng chúng ta là cả C và D đều đúng nhá. Đáp án đúng chúng ta là cả C và D đều đúng. Ok, cả nhà hiểu bài không ạ? Ok ạ. Nào mình sang câu tiếp theo ạ, câu số 12 ạ. Câu số 12,
Ký hiệu nguyên tử X1327. Ký hiệu nguyên tử X1327 cho ta biết những gì về nguyên tử X? Ký hiệu nguyên tử X1327 cho ta biết những gì về nguyên tử X? Thế thì ở đây chúng ta sẽ biết được là gì ạ? Z bằng 13 đúng không? Đấy, mình có Z bằng 13 nhá. Đây Z bằng 14 vớt. Được chưa? Z bằng 27 vớt. Z bằng 27 vớt. Z bằng 13. A bằng 27. Đây, A bằng 27 đây. Và bởi vì A bằng 27 thì lại bằng Z cộng N. Suy ra N bằng 27 trừ 13 là bằng 14. Được không ạ? A bằng 14. Vậy đáp án đúng của chúng ta câu số 12 là đáp án gì ạ? Đáp án đúng câu số 12 chúng ta là đáp án gì ạ? Là đáp án C ạ. Rất là dễ luôn. Cực kỳ dễ dàng. Nào mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 13. Câu số 13. Nhận định hai ký hiệu câu trả lời đều đúng trong số các câu trả lời sau. Đầu tiên mình nhìn thằng Z này bằng 12, thằng Z này bằng 13. Vậy là nó không phải là thuộc cùng một đồng vị rồi. Cũng không phải là thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Nhá. Hai thằng này không cùng. Mà nó chỉ cùng gì ạ? Cùng có số khối là 25 thôi. Cùng thuộc một nguyên tố hóa học là sai. Nó phải cùng Z cơ. Đồng vị cũng sai. Phải cùng Z cơ. Cùng 25E càng sai ạ. X và Y chỉ có cùng 25 hạt proton và neutron thôi. Vậy đáp án đúng ở đây thì chúng ta chỉ có thể là đáp án D mà thôi. D mà thôi. Đáp án đúng đây chúng ta chỉ có đáp án D thôi. Các nguyên tử sau, những nguyên tử nào là đồng vị của nhau ạ? Đồng vị là cùng Z, khác N hoặc là khác A đều được. 7, 7 khác A. Vậy đây là X74 và X75. Cháu này vứt. Cháu này vứt. X74 và X75. Vậy ý C là đáp án đúng. Hai cháu này là đồng vị của nhau. Ok không ạ? Rất là dễ ạ. Nào, câu số 15 ạ. Cặp nguyên tử nào dưới đây có cùng số neutron ạ? Cặp nguyên tử nào dưới đây có cùng số neutron ạ? Cùng số neutron nhá. Đây trên này là A, vậy số neutron này bằng 0 này. Hay này số neutron bằng 2 này. 3 trừ 1 thì bằng 2 neutron này. 3 trừ 2 bằng 1 neutron này. Vứt, vứt này. 1 trừ 1 bằng 0 này. 3 trừ 2 bằng 1 này. Vứt tiếp này. 2 trừ 1 bằng 1. 3 trừ 2 bằng 1. Vậy đây ạ. Hai này đều cùng có một số neutron. Như vậy đáp án đúng của chúng ta, cặp nguyên tử có cùng số neutron của chúng ta là đáp án D. 15 chúng ta đáp án D nhé. Câu số 16 ạ. Câu số 16. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là có ký hiệu nguyên tử là X1123. Vậy số proton của X và số khối của X. Vậy ạ, có phải là đây là X, đây là Z, đây là A không ạ? Vậy ở bên dưới này là Z bằng 11 nhá. Z bằng 11, vậy loại ngay. Loại ngay những thằng không phải bằng 11 này. A bằng 23, được chưa? A bằng 23. Vậy là chúng ta chỉ có đáp án đúng chúng ta là đáp án A mà thôi nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Ok, mình sang câu tiếp nhá. Câu số 17 nhá, rất là dễ thôi ạ. Số proton và số neutron của X là, thế đây mình tìm được ngay là đây Z chính bằng P bằng 13 nhá. Vứt 27 đi ạ, vứt 14 đi ạ. Được chưa? Anh 27 này bằng A. Vậy mình tìm được N. N thì bằng 27 trừ 13 bằng 14. 27 trừ 13 bằng 14. Vậy số neutron là 14, số proton là 13. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Nào mình sang câu tiếp theo, câu số 18. Câu số 18, nguyên tố X có ký hiệu nguyên tử là 26, 56, số neutron và số khối của X là. Thế thì mình sẽ tìm được luôn ạ. Đây là Z. Z bằng 26. Vậy thì suy ra mình có N bằng 56 trừ đi 26 thì bằng 30. Vậy số neutron bằng 30. Được chưa? Số neutron bằng 30. Nhá. Số khối ạ. Số khối thì chắc chắn là bằng 56 rồi. Vậy 30 và 56. Đáp án đúng là đáp án C ạ. 30 và 56. Ok. Dễ không ạ? Quá dễ. Câu số 19 ạ. Câu số 19 cho các phát biểu sau. Câu số 19 cho các phát biểu sau. Không nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8E. Chính xác. Hiro là nguyên tố kim loại vì nó có một E lớp ngoài cùng. Sai. Hiro là phi kim. Nhá. Vứt. Có nguyên tố lớp ngoài cùng bền vững với 2E. Chính xác. Heli. Các nguyên tử có 4E lớp ngoài cùng là nguyên tử nguyên tố kim loại. Cái này sai ạ. 4E lớp ngoài cùng thì nó có thể là phi kim. Nó có thể là kim loại. Vậy ở đây mình có các phát biểu đúng là 1 và 3. Ở đây cả nhà phải chú ý cẩn thận nhé. Bởi vì những cái câu mà chọn phát biểu đúng sai thì là lên cấp 3 thì chúng ta sẽ học rất là nhiều. Cái chỗ này chúng ta cần phải có một cái kiến thức mà tổng hợp thật là chắc chắn. Và phải học từ đầu, phải nắm rõ được bản chất thì chúng ta mới có thể học giỏi được nhé. Cả nhà chú ý. Là mình sang câu tiếp theo, câu số 21 ạ.
Lớp E thứ tư N bằng 4 thì có tên gọi là gì? Chúng ta nhớ cho thầy này. K, L, M, N, O, P, Q. Số tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy lớp E thứ tư còn có tên gọi là lớp N. Được chưa? Lớp N. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok ạ. Câu 22 ạ. Số E tối đa của lớp M. Đây. Lớp M đấy ạ. Chúng ta có một cái công thức giải rất là nhanh về số E tối đa. Là số E tối đa của một lớp là 2N bình. Với điều kiện là N lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn bằng 4. Được chưa? Đấy. Số E tối đa của lớp M là 2N bình. N lớn bằng 1, nhỏ hơn bằng 4. Vậy ở đây mình có ạ. Lớp M là lớp số 3. Được chưa? Vậy số E tối đa nó sẽ là bằng 2 nhân với lại 3 bình. 3 bình bằng 9. 2 nhân 9 thì bằng 18. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. 18. Ok. Tương tự như vậy ạ. Tương tự như vậy với câu 23 ạ. Câu 23. Số E tối đa được phân bố trên lớp O là nhá. Số E tối đa được phân bố trên lớp O. Nó sẽ là bao nhiêu? Lớp O để 5. Vậy là 2 nhân 5 bình. Nó bằng 50. Và bạn nào chọn 50 là tèo. Biết tại sao tèo không ạ? Tại vì này, số E tối đa của lớp là 2N bình, nó chỉ ứng dụng được cái công thức này với N lớn bằng 1 và nhỏ bằng 4 thôi. Nhá, cả nhà nhớ nhá. Còn lại ạ, nếu mà nó lớn hơn 4 thì lớn hơn 4 thì số E nó sẽ dừng lại là 32. Ok không ạ? Nhá. Số E nó sẽ dừng lại là 32. Được không ạ? Đấy. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Nhá, cái này trong khóa chúng mình đã nói rất là kỹ rồi. Chỗ này trong khóa chúng mình giảng cực kỳ kỹ rồi nhá. Ok ạ, câu số 24. Câu số 24. Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa? Dãy nào trong dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa? Thế thì chỗ này chúng ta lại phải nhớ là thế nào là electron đã bão hòa? Là gì ạ? S2, P6, D10 và F14. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ. B. Bỏ. Số phân lớp của lớp M là câu số 25. Số phân lớp của lớp M là lớp M đây, lớp M thì là KLM. Vậy ở đây là 3. Vậy số phân lớp của lớp M nó sẽ là 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Được chưa? Câu 26. E thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân? Thì các cháu nhớ chúng mình là E nào mà càng nhỏ, càng sát với hạt nhân hơn thì liên kết càng chặt chẽ. Càng gần nhau thì liên kết càng chặt chẽ với nhau. Ví dụ em với người yêu em mà ngồi ở ngay bên cạnh nhau thì chắc chắn là suốt ngày cầm tay nắm chân nhau. Chứ ngồi đầu lớp với cuối lớp là đã cách xa rồi, mà ngồi lớp này với lớp khác đã cách xa nữa rồi, mà ngồi trường này với trường khác lại càng cách xa nữa, mà ngồi nước này với nước khác thì chắc chắn là bị cặp sừng rồi. Được chưa? Vậy liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân đó là E ở lớp K, lớp K lớp đầu tiên ạ. K L M N O P Q. Câu 27 ạ. Số electron tối đa trong phân lớp D ạ. Số electron tối đa trong phân lớp D. Thế thì phân lớp D thì số E tối đa ở bên trong phân lớp D thì là phân lớp nào? Lớp nào là bao nhiêu E ạ? D mấy ạ? D, D5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. D10 gọi chứ không phải D5, đây trên này mình vừa làm đây. D10 ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn cả nhà. Ok. Câu số 28 ạ. Ký hiệu phân lớp nào sau đây là sai? Ký hiệu phân lớp nào sau đây là sai? Thế chỗ này chúng ta lại có là gì ạ? 2P này, 3D này, 4F này, 2D này. Có 2D không ạ? Không bao giờ có 2D. Mà sớm nhất của D là 3D. Vì vậy nên sai chúng ta là sai D nhá. Sai ở đây là sai D. Đó. Câu số 29 ạ. Cấu hình E của natri ạ. Cấu hình E natri là gì ạ? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Cháu nào không biết viết cái này thì chúng mình dạy này. Sắn, sắn, phơi, sắn. S tối đa là 2, 2, 6, 10 cháu rồi này. Đây có 11, 1. Được chưa? S chạy từ 1, 2, 3, P chạy từ 2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A cả nhà nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 29 đáp án E. À. Câu 30 ạ. 30 thì giờ là đáp án gì đấy ạ? 30 thì đáp án gì đấy ạ? Cấu hình E của clo Z bằng 17 là. Cấu hình E của clo Z bằng 17 là. Thế thì cấu hình E của clo thì chúng ta lại gì ạ? Son, son, phấn, son, phấn, son. 2, 2, 6, 10 cháu. 2, 6. Chết rồi, đây là 18 rồi. 2, 5 thôi ạ. Đúng không ạ?
10 này, 12 này, 17 này. Được chưa? S chạy từ 1, 1, 2, 3, P này, 2, 3. Vậy là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Câu số 31 là cấu hình electron của sắt Z bằng 26 là. Câu số 31 cấu hình electron của sắt Z bằng 26 là. Nào, son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. 2, 2, 6, 10 cháu. 2, 6, 2, 20 cháu. Vậy đây là 26 thôi, vì chỗ này chỉ là 6 thôi. Đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3. Đúng không ạ? Vậy đây chúng ta viết lại câu hình nghe nhé. Viết lại câu hình nghe nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Tại sao viết lại? Tại vì 3D này nó không nằm ở cạnh 3 này. 3D6, 4S2. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có được cái cấu hình nghe chuẩn nhất là 3D6, 4S2. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Ok ạ. Câu số 32. Câu 32 này là một cái trường hợp cực kỳ đặc biệt. Câu 32 là một trường hợp cực kỳ đặc biệt mà có rất rất nhiều cháu bị sai ở cái câu số 32 này. Thế nên là bây giờ chúng mình sẽ chữa thật chậm nhá. Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. 2, 2, 6, 10 cháu. 2, 6, 2, 20 cháu. 4 ạ. Đúng chưa? S chạy từ 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3. Ok không ạ? Vậy đây bình thường này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D4, 4S2. Cháu nào mà tôi đáp án B là toang. Nhá. Bởi vì cấu hình E của Chrome là một trường hợp cực kỳ đặc biệt. 3D4, 4S2 ngay lập tức chuyển thành 3D5, 4S1. Đây là hiện tượng bán bão hòa. Nhá. 3D5, 4S1. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Ok không ạ? Đáp án đúng là đáp án D. Ok. Câu số 33. Cấu hình E của đồng Z bằng 29 ạ. Nào, cấu hình E của đồng Z bằng 29 ạ. Nào, mình có này. Son, son, phấn, son, phấn, son, đánh, phấn, son. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 20, 9. Được chưa? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3. Được chưa? Mình phải viết lại câu hình nghe nhé. Nào, mình viết lại câu hình nghe này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D9, 4S2. Được chưa? Thế thì rất nhiều bạn, bạn nào mà tô phải đáp án B là lại sai tiếp. Ở trong bảng tuần hoàn có hai cái trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là của Chrome và trường hợp đặc biệt thứ hai là của đồng. Nhá, hai trường hợp đặc biệt của hai anh. Một anh là Chrome, một anh là đồng. Đây là hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt này thì 3D9, 4S2 ngay tức chuyển thành 3D10, 4S1. Đây là trường hợp bão hòa. Vậy, đáp án đúng của chúng ta câu 33 nó phải là đáp án C. Được chưa? 33 nó phải là đáp án C. Ion sắt 2 cộng. Cái cấu hình nghe của ion này cũng sẽ có rất rất nhiều bạn dễ bị sai nhá. Cái cấu hình nghe của ion này sẽ có rất rất nhiều bạn dễ bị sai. Chúng ta cùng xem nhá. Đầu tiên này, sắt này, đầu tiên cấu hình nghe của sắt mình cứ phải viết được sắt đã. À, son, son, phấn, son, phấn, son, đánh. 2 2 6 2 6 2 20 rồi. 6. 1 2 3 4 2 3 3. Được chưa? Mình viết lại câu hình nghe. Nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S. Đây là 3D6, 4S2. Nhưng cả nhà chú ý này. Để hình thành được ion sắt 2 cộng. Nhá. Để hình thành được ion sắt 2 cộng. Thì sắt phải mất đi 2E. Đây. Fe trừ 2E thì mới tạo thành sắt 2 cộng. Có nghĩa là anh này ạ, phải bỏ đi 2E. Mà bỏ đi 2E thì mình bóc cam là mình bóc từ vỏ vào nhá. Bóc cam là bóc từ vỏ vào, vậy bỏ 2E này đi.
Được chưa? Vậy mình sẽ có câu nghĩa của sát hai cộng là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6 nhá. Vậy câu nghĩa của ion sát hai cộng của chúng ta nó là đáp án đúng là đáp án A. Ok ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 35 ạ. Cấu hình E của ion F trừ ạ. Cấu hình E của ion F trừ Z bằng 9. Vậy đầu tiên mình viết được F đã. Đúng không ạ? Son, son, phấn, son, 2, 2, 6, 1, 1, 2, 3. À quá rồi, đây là 10 cơ mà. Vậy là son, son, phấn, son, 2, 2, chỗ này chỉ có bao nhiêu thôi ạ? 5 thôi ạ. 1, 2, 2. Đây là câu hình nghe của flor trừ này. À, đây là câu hình nghe của flor này, 1S2, 2S2, 2P5. Nhưng mà để biến thành flor trừ ấy, để biến thành flor trừ, đây ạ. Để biến thành flor trừ đây cả nhà nhìn nhé, là flor phải cộng thêm một e thì nó mới tạo thành flor trừ. Anh này là 1S2 2S2 2P5 mà nhận đến một e nó là 1S2 2S2 2P6. Được chưa? Vậy ạ, đáp án đúng chúng ta flor trừ nó sẽ là 1S2 2S2 2P6. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Rất là dễ luôn. Cực kỳ dễ dàng ạ. Nào, câu số 36 ạ. Câu hình E của brom Z bằng 35 là. Câu hình E của brom Z bằng 35 là son son phấn son phấn son đánh phấn son 2 2 6 2 6 2 20 30 5 35 1 2 3 4 2 3 4. Đây là 3. Mình viết lại. Mình phải bê cái thằng 4 này về phía 4. 3 về phía 3. Vậy nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P5. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? Đây nhìn ạ. Mình chỉ còn có đáp án B và đáp án C là 4S2, 4P5 rồi. Bây giờ mình phải dò xem. Bây giờ mình phải dò xem là thằng nào hết, thằng nào dư nhá. Vậy đây mình có này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P5, 1S2, 2P6, thiếu 1S2. Vậy đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok. Nguyên tử nguyên tố A thì có 8 e ở phân lớp P. Đây, nguyên tố A 8 e phân lớp P. Son, son, phấn. 8 e phân lớp P, vậy trong này phải đầy đã. Vậy đây là 2 thôi. Vậy trong này phải đầy hết. 1, 2, 3, 2, 3. Vậy vậy cấu hình nghe của A đây ạ. Được chưa? Cấu hình nghe của A đây. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Được chưa? Vậy số đơn vị diện tích cá nhân là 10 này. Cộng với lại 4 này. Bằng 14. Bỏ A. Bỏ C. Được chưa? 14, 14. Ok. Nguyên tử nguyên tố D thì có 7E phân lớp F. D, 7E phân lớp F. Son, son, phấn, son, phấn son 2 2 2 6 rồi. Cộng 1 là 7. Ok chưa? Vậy anh này là gì ạ? Anh này phải đầy là 6, anh này phải đầy là 6 mới ra đây được. 1 2 3 4 2 3. Vậy số anh này là 10 cộng với lại 18 cộng với 1 là 19. Được chưa? Vậy anh D chúng ta phải là có 19 nhá. Electron hay là đơn vị điện tích hạt nhân. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án D nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Ok ạ. Nguyên tử nguyên tố hóa học A có Z bằng 18 nhá. Nguyên tử của nguyên tố học A có Z bằng 18. Số electron có phân mức năng lượng cao nhất trong nguyên tử là. Số electron có phân mức năng lượng cao nhất trong nguyên tử Z bằng 18. Son, son, phấn, son, phấn, son. 2, 2, 6, 10. 2, 6. Đấy, đến đây 18 rồi. Được chưa? 1, 2, 3, 2, 3. Vậy ạ, phân mức năng lượng là phải ở phân lớp nhá. Phân mức năng lượng cao nhất thì tương ứng với lại phân mức năng lượng cao nhất thì tương ứng với lại là E ở phân lớp cao nhất nhá. E phân lớp cao nhất là 3P6. Vậy số electron ở phân mức năng lượng cao nhất trong nguyên tử A là B6 nhá. B6. Ok. Câu số 39. Câu số 39 ạ. Cấu hình E ngoài cùng của nguyên tố khí hiếm trừ heli.
Cấu hình E nhá, cấu hình E ngoài cùng của nguyên tố khí hiếm trừ heli là gì ạ? À, cấu hình E của nguyên tố khí hiếm thì chắc chắn là nó có 8 E. Lớp ngoài cùng 2 cộng 6 là 8. Đúng rồi, nhưng mà không phải là phân lớp 2. Vứt nhá, NS2 NP6 mới đúng. Đáp án đúng là đáp án C nhá. Đáp án đúng là đáp án C. 40 ạ. Nguyên tố Y có 5 E phân lớp 3D. Y có 5 E phân lớp 3D. Vậy mình nghĩ ngay đến thằng này. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D 5 4S1 đúng không ạ? Anh này có Z bằng 24 đúng không? Z bằng 24, và anh này là trường hợp đặc biệt đấy, còn gì nữa? Chrome ạ. Trong bảng tuần hoàn chúng ta chỉ có hai trường hợp đặc biệt thôi. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là Chrome, và trường hợp đặc biệt thứ hai là đồng. Là Chrome thì Z bằng 24, còn đồng thì Z bằng 29 nhá. Vậy anh này có 24E. 24E. Và số lớp E đây ạ, 4 ạ. Đáp án đúng là đáp án A. Đáp án đúng là đáp án A nhé. Câu 42 ạ. Câu 42. Số E lớp ngoài cùng của nguyên tố A Z bằng 17 là. Đến đây, đến giờ phút này thì hoàn toàn chúng ta có quyền được viết cấu hình E nhanh nhé. Chúng ta cùng viết cấu hình E nhanh ạ. Đây ạ. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5. Vậy lớp ngoài cùng là lớp số 3. Vậy số E lúc ngoài cùng là 2 cộng 5 bằng 7. Vậy số E lúc ngoài cùng là 7. Đáp án đúng là đáp án C. C 7 ạ. Câu 43. Số E lúc ngoài cùng của nguyên tố A có Z bằng 24. Đây 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 anh này. Z bằng 24 vừa viết xong. Nhá. E lúc ngoài cùng là E của cái lớp mà có to nhất đấy, để ở lớp số 4 nhá. Vậy lớp 4 là lúc ngoài cùng gì? Vậy số E lúc ngoài cùng là 1. Ok. Câu 44 ạ. Nguyên tố A có Z bằng 17 thuộc loại nguyên tố nào? Thì cả nhà nhớ cho thầy này, là electron cuối cùng điền vào phân lớp nào thì là nguyên tố đó. Electron cuối cùng điền vào phân lớp nào thì là nguyên tố đó. Vậy ở đây là Z bằng 17 mình viết trên này đây. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Vậy electron cuối cùng điền vào phân lớp P nhá. Vậy thì nó thuộc loại nguyên tố P. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Câu cuối cùng, câu số 45. Nguyên tố X có Z bằng 12 thì thuộc loại nguyên tố nào? Vậy mình viết câu hình E. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Đây ạ. Vậy electron cuối cùng điền vào phân lớp S thì nó thuộc loại nguyên tố S cả nhà nhá. Nó thuộc loại nguyên tố S. Ok ạ. Chúng ta đã kết thúc cái bài học ngày hôm nay tại đây ạ.